Cửa hàng Minh Nguyễn Auto xin kính chào khách trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay bên em tiếp tục cập bến và giới thiệu cho các bác một dòng sản phẩm đẩy thương hiệu của DB Acoustic. Một dòng mã là KD1200 Panut. Hôm nay với công suất là 1200W trên một kênh các bác nhá. Hàng chính hãng. Hàng này thì em về nói thật các bác là về được một con hàng nước. Đấy, nghe nói là hàng nước cực kỳ là đẹp luôn. Tất cả còn nguyên tem. Đấy. Còn nguyên tem. Đấy. Nguyên tem của nhà hãng nhá các bác nhá. Đấy, tem bảo hành. Đấy, các bác nhá. Đấy. Con này hàng cũng rất là mới. Tháng 5 2022 nhá các bác nhá. Tháng 5 2022. Đấy. Còn rất là đẹp luôn. Tất cả gọi là xuất sắc nhá các bác nhá. Dòng thương hiệu của DB Acoustic thì các bác khẳng lại rồi, cũng là một hãng thương hiệu rất là nổi tiếng, sở hữu gọi là con này mạch Class TD nha các nhá, mạch Class TD nên hiệu suất của nó ra rất là hay, rất là hay. Chế độ tín hiệu đánh này, chế độ con này có cả chế độ chậm kênh, đầy đủ các chế độ Sitia, Panel, Brai. Tiếng con này rất là hay luôn nha, nó thử tiếng đánh cực kỳ là hay. Những dòng mạch Class TD các bác nghe đấy, tiếng rất là mẩy đấy. Con này nó là nguồn xuyến nhé các bác nhá, nguồn xuyến này là đánh tiếng bass sâu hơn. Tình trạng còn rất là đẹp nha các bác nhá. Đẹp đến gọi là 95% nha các bác nhá, 95%. Đấy. Chưa gọi là một vết xước nào cả nha các bác nhá. Đấy. Cái này em chưa lau thôi, cái này lau bóng nó phát là các bác nhìn như mới luôn. Đấy. Nói chung là nó chẳng khác gì mới cả. 95% các bác yên tâm là chẳng khác gì mới cả. Gọi là mình bóc hộp thôi. Đấy. Con này thì bên em đang bán ở mức giá hiện tại trong thời điểm bây giờ giá 7 triệu nha các bác nhá. Giá 7 triệu con hàng chính hãng của DB Acoustic. Mã là KD1200 toàn nút. Đấy. Các bác mua những sản phẩm như này thì được rẻ hơn mấy triệu luôn. Đấy. Và vẫn chế độ bảo hành đầy đủ cho các bác nhé các bác nhé. Đấy thì bác nào mà có nhu cầu cần sở hữu về những cái dòng đẩy hàng chính hãng thương hiệu của DB Acoustic thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em 0985778338. Bác nào ở gần thì qua trực tiếp cửa hàng ở số 247C đường Ngô Quyền, phường Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Thì video này xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và ghé qua kênh Auto Minh Nguyễn. Thì video này em xin dừng tại đây và bác nào yêu quý kênh để lại cho em một vài số này nhớ đăng ký để tiện theo dõi những video những mặt hàng mới nhất ở bên là cập nhật hàng ngày cho các bác. Sau đây xin chào và hẹn lại các bác trong các video tiếp theo.